huấn luyện viên Pokin đang chịu rất nhiều sức ép sau chuỗi trận thi đấu không thành công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hiệp đấu đầu tiên này thì Thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục áo đỏ quần trắng tất đỏ bên phía tay phải mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Đây là ban huấn luyện của câu lạc bộ Viettel, một những cái tên rất quen thuộc, huấn luyện trưởng Trương Việt Hoàng. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Thanh Bình và Paolo không được, không vượt được qua hàng rào của đội bóng áo trắng. Chuỗi trận đầy khó khăn của các cầu thủ do huấn viên Pokin dẫn dắt. Bruno nguy hiểm đi vào đúng vị trí mà Bùi Tiến Dũng đã chọn. Cú đá có lực đi khá tốt, hướng sút thì lại quá đơn giản. Lâm Phi Phong nhưng mà thì huy vàng đã bị mất rồi. Có vẻ như đây lại là một tình huống mà các trợ lý trọng tài biên lại mắc lỗi. Đó là một tình huống cũng rất nhạy cảm. Và trong khi chúng ta đang tranh cãi về tình huống việt vị thì các cầu thủ Viettel đã có bàn thắng. Có vẻ như người đã ghi bàn là Bruno De Matos. Rất bất ngờ. Bóng đá hiện đại luôn luôn là như vậy. Tình huống qua lại rất nhanh. Chúng ta còn chưa kịp tiếc nuối và chưa kịp phân tích kỹ về tình huống việt vị hay không việt vị của Huy Toàn thì Bùi Tiến Dũng đã phải vào lưới nhặt bóng. Bây giờ thì chúng ta sẽ được xem lại đường truyền của Duy Tường, lỗi của hệ thống phòng ngự. Văn Thuận và Tùng Quốc đã không kiểm soát tốt Bruno De Matos. Văn Thuận đã chủ động lùi xuống nhưng anh đã hơi chủ quan, không cắt được bóng này và nghĩ là Ngô Tùng Quốc ở phía sau sẽ đảm bảo được vị trí, nhưng Bertot đã băng lên rất nhanh. Trên sân Hà Tĩnh thì cũng có Vương Dương nguy hiểm. Bruno không được. Hàng phòng ngự chắp vá của Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu rất trơn trượt và suýt nữa thì Bruno Matos có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp giữa Bùi Tiến Dũng và Đỗ Văn Thuận. Lỗi thuộc về Bùi Tiến Dũng. Đường truyền của Đỗ Văn Thuận thì cũng không thực sự tốt, nhưng Dũng cũng đã có một sự lựa chọn về mặt vị trí không thực sự hợp lý. Danh sách vua pha lưới với 7 bàn. Đấy, giữa Phan Quảng Ninh. Nguy hiểm. Đây là câu trả lời của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, người đã bật cao và dứt điểm trong pha bóng vừa rồi là Hào Paulo. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự trở lại của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu mà chắc chắn là Ngô Tùng Quốc cùng với các đồng đội của mình không muốn phải nhận thất bại tiếp theo. Người sẽ đội sân để thay cho Trọng Hoàng là Dương Văn Hào, người thường xuyên đá chính của Viettel trong những trận đấu trước ở vị trí tiền vệ trái. Trọng Hoàng đã có vấn đề về cơ. Đội chủ nhà đang là 4 lần so với 2 của Viettel. Bruno không vào. Lần này thì Bùi Tiến Dũng đã quá xuất sắc trong pha đối mặt với Bruno De Matos. Tiền đạo của Viettel không hiểu vì sao anh không thể ghi bàn trong pha bóng vừa rồi. Một pha phản xạ xuất thần của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Hệ thống phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh quá lỏng lẻo và sầu sịch. Bruno Matos đã băng xuống, có thời gian và không gian ngắm nghía rất kỹ, thực hiện pha sửa lòng hiểm hóc về phía góc xa. Là anh cần phải thi đấu đơn giản và thực dụng hơn một chút nữa. Nguy hiểm. Không được. Và dứt điểm thứ tư của Bruno Matos trong hiệp đấu đầu tiên này. Đó là một pha bóng mà đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã bật rất cao và chạm được đầu vào bóng. Bóng lại chạm tiếp tục đầu của Kai Kê và đến vị trí của Bruno ở một góc dứt điểm hơi hẹp. Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Đức khá hay. Bruno
bóng đi vào mép ngoài cột dọc khung thành thành phố Hồ Chí Minh. Rất tiếc cho Bruno. Pha dứt điểm thứ 5 của tiền đạo mặc áo số 18 này rồi. Và anh cũng mới chỉ ghi được một bàn. Khống chế bước 1 rất hay, ý đồ là dứt điểm về phía góc xa. Mọi thứ đều hoàn hảo. Trận đấu này sẽ có một phút bù giờ và chúng ta đang thi đấu ở phút bù giờ đó. Trọng Long. Người đầu vẫn là Bùi Tiến Dũng. Lâm Tỳ Pông, thứ 2, Paulo. Không được. Người phá bóng là Duy Thường. Võ Huy Toàn. Cuối cùng của Huy Toàn đã không đủ lực để có thể hạ được thủ thành Nguyên Mạnh. Và đó cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Hiệp đấu cũng đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tốc độ khá tốt. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và có được những goal đầu tiên. Nhưng rất tiếc là từ một tình huống tấn công không quá nguy hiểm của Viettel thì Đỗ Văn Thuận và Ngô Tùng Quốc đã phối hợp với nhau không tốt để cho Bruno Matos băng xuống. Nguyễn Ngọc Hải đường chuyền từ cánh phải quen thuộc, không vượt về. Pha xử lý rất kỹ thuật của Hoàng Đức nhưng rất tiếc là anh đã bị thổi phạt lỗi việt vị trong pha bóng vừa rồi. Một pha xử lý rất đáng khen của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Đức. Đây là một pha bóng nhạy cảm, có cảm giác như là Hoàng Đức chưa việt vị bởi vì Ngô Tùng Quốc đã bước lên. Trọng Đại và Hao Paulo không có lỗi, hai cầu thủ áo trắng đã giành lại bóng. Dương Văn Hào phạt bóng rất gọn, khá hay. Chân trái không được. Rất tiếc là pha dứt điểm của Hoàng Đức lại đi lập bập và đi ra ngoài. Một pha phối hợp hay của các thủ áo trắng. Dương Hào đã quan sát rất nhanh và chuyền một đường bóng thuận lợi. Nhưng hơi tiếc một chút là trong pha bóng vừa rồi, đường chuyền của Dương Hào chưa thực sự mượt mà bóng đi lập bập. Đông Á Thanh Hóa và Viettel trận đấu vừa rồi trong khuôn khổ cúp già trước đội hạng nhất. Bruno Matos nguy hiểm. Pha dứt điểm thứ 6 của Bruno Matos trong trận đấu này và vẫn chưa thể giúp cho cầu thủ này có được cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là một pha xử lý hay của Bruno và pha đập bật tường rất tốt với Kai Kê. Pha ra chân là khá chất lượng nhưng trước sự truy cản của các hậu vệ Thành phố Hồ Chí Minh thì Bruno đã không có thời gian để ngắm nghía. Thành phố Hồ Chí Minh lúc này quá quan trọng, vừa là một cầu thủ thi đấu hiệu quả từ phía bên trái, vừa là thủ lĩnh về mặt tinh thần. Đỗ Văn Thuận, Trần Ngọc Đức nguy hiểm. Không vào, chắc chắn là có bàn thắng rồi. Bàn thắng gỡ hòa cho Patrick và đây là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Cảm xúc khó tả của huấn luyện viên Vukin và ra chân rất quyết đoán của Sơn Ngọc Đức. Bóng đi bật cột dọc bật ra và Patrick đã có mặt kịp thời khi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và điều quan trọng nó giúp cho đội chủ nhà có bàn thắng cân bằng tỷ số với Viettel. Không có lỗi việt vị. Nếu như Lâm Tỳ Pông tiếp bóng thì Lâm Tỳ Pông sẽ việt vị, nhưng Patrick thì không. Cú đá rất bất ngờ từ góc sút hẹp bị căng và Nguyên Mạnh đã không thể xử lý tốt. Bật ra, Thanh Bình giật mình để cho Patrick nhốt lên rất nhanh, đưa bóng vào lưới trống. Lẽ ra Thanh Bình phải có khả năng chọn vị trí tốt hơn, anh phải là người đứng vào phía trong, nhưng Thanh Bình lại lựa chọn phòng ngự bên ngoài. Tiếp theo để thua ở vị trí của cầu thủ trẻ Thanh Bình. Hồ Tuấn Tài, xử lý cá nhân của Hồ Tuấn Tài, đó là một tình huống đột phá tốc độ và quyết tâm. Và dứt điểm cuối cùng của Tuấn Tài thì lại đi thẳng lên trời. À, đột phá và tạo ra góc đá bằng chân trái là khá tốt. Bởi vì nếu như thêm một thất bại chắc chắn là sức ép lớn hơn nữa sẽ dành lên cho và các học trò. Nguy hiểm, không vào. Rất tiếc cho pha dứt điểm vừa rồi của Sầm Hồng Đức. Pha xử lý quá tốt của đội trưởng bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một đường lên bóng rất chất lượng từ quả chuyền chuyển hướng. Bản thân Sầm Hồng Đức cũng đã rất tự tin với tình huống sọc từ biên vào trung lộ, vượt qua một loạt các cầu thủ áo trắng và tung ra pha dứt điểm rất căng từ khoảng cách ngoài 16m50. May mắn cho Viettel là bóng đi chạy cột. Từ Hà Nội
vào thành phố Hồ Chí Minh. Pha bóng rất mạnh của Trần Ngọc Sơn, đó là một pha vào trung bóng lực quá mạnh và đã tác động lên chân của Lâm Tư Công. May mắn cho Ngọc Sơn là anh sạc trúng bóng, nhưng không sạc trúng bóng thì chắc chắn đó sẽ là một thẻ vàng.